Su hào, bà con ta biết su hào hết phải không bà con? Su hào ta ăn rất tốt cho sức khỏe khi ăn su hào. Bởi vì su hào nó mềm, nó dai dai, những chất liệu như vậy của trong su hào là bà con ta ăn rất tốt su hào. Nhưng mà riêng có một số người thế này, số bệnh thế này, vui lòng đừng ăn su hào để cho nó tốt cho căn bệnh của mình bà con nha. Những người không nên ăn su hào là những người đau dạ dày. Những người đau dạ dày không nên ăn su hào. Trẻ em, người đau bụng, người có tiêu hóa kém, người có bệnh tuyến giáp, người bệnh hao tiện khí huyết, có bệnh về tuyến giáp nha bà con, thì không nên ăn su hào. Những người không nên ăn su hào đó là người đau dạ dày, trẻ em, người đau bụng, người có tiêu hóa kém, người có bệnh tuyến giáp, người bị hao tổn khí huyết là vui lòng đừng ăn su hào. Ăn su hào nó không tốt gì cho sức khỏe nha bà con. Còn ngoài ra, su hào nó rất tốt cho sức khỏe, nó làm được giảm cân, ngăn ngừa bệnh ung thư, tốt cho ruột kết, tuyến tiền liệt, tốt cho tim, tốt cho mạch, tốt tăng cường sức khỏe đề kháng, người lão hóa, tốt cho da, tốt phòng bệnh hen suyễn, rất là tốt nha bà con, chứ phải không? Đó, cho nên bà con chú ý còn nữa bà con ơi, nó hỗ trợ được tiêu hóa tốt luôn, thanh lọc máu tốt luôn, tốt cho thận, tốt cho xương, thần kinh và các cơ, nó tốt như vậy đó bà con, tốt vô cùng. Nó tốt là nó tốt cho việc giảm cân, ngăn ngừa bệnh ung thư, giảm cân, ruột kết, tuyến tiền liệt, tốt cho tim, mạch, tăng cường sức khỏe đề kháng, người lão hóa, tốt, ngăn ngừa lão hóa, tốt cho da, phòng bệnh hen suyễn, hỗ trợ cho tiêu hóa, thanh lọc máu, tốt cho thận, tốt cho xương, tốt cho thần kinh của các cơ, tốt vô cùng đó bà con ạ. Bà con ơi, không phải tốt là ta ăn bao nhiêu cũng được, tốt ta chỉ một ngày không quá 600 gram, ăn 6 ngày liền là phải nghỉ một ngày, chứ không phải tốt là ăn bao nhiêu cũng được. Một ngày ăn không quá 600 gram, ăn 6 ngày liền thì phải nghỉ một ngày rồi mới tiếp tục ăn tiếp nha bà con. Chúc bà con ta vui vẻ mạnh khỏe khi ăn hào su hào bà con ơi.